Xin chào quý vị và các bạn. Và tiếp theo trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái lợi ích thần thánh của cây thì là đối với sức khỏe mà nhiều người không biết. Vì chúng ta biết rằng là trong cái thành phần dinh dưỡng của thì là thì có chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, vitamin E vân vân, rất tốt cho sức khỏe của bạn. Vậy thì đối với loại rau này thì nó có những cái lợi ích gì? Thì sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 5 cái lợi ích của cây thì là. Cái lợi ích thứ nhất là giúp kích thích tiết sữa ở các bà mẹ. Khi bạn đang trong cái giai đoạn cho con bú, nếu ít sữa, bạn có thể ăn nhiều món ăn có chứa cây thì là sẽ rất tốt cho bạn. Trong thành phần của cây thì là có chứa cái thành phần giống như là estrogen. Với những thành phần này, hoạt động trong cơ thể cũng giống như là estrogen. Bởi chất này sẽ giúp kích thích việc tiết sữa, giúp chị em có đủ thức ăn cho bé. Khi mẹ đang nuôi con nhỏ, sử dụng thì là để làm tăng tiết sữa đã được sử dụng từ nhiều thế kỷ. Và đến nay thì nhiều bà mẹ vẫn dùng các cái loại trà thảo mộc dựa trên cây thì là để tăng tiết sữa vô cùng hiệu quả. Và cái công dụng thứ hai đấy là tốt cho hệ hô hấp. Khi bạn thường xuyên dùng nước thì là để súc miệng bằng dầu làm từ hạt thì là có thể làm long đờm trong phổi và giảm ho hoặc là đau họng, giúp hơi thở của bạn thơm tho hơn rất nhiều. Vì vậy mà nếu bạn đang gặp rắc rối về hơi thở và hệ hô hấp của mình, bạn có thể sử dụng cây thì là một biện pháp vô cùng tiện lợi. Và tác dụng thứ ba đấy là giúp giảm đau bụng kinh. Theo như một nghiên cứu mới đây tiến hành tại Iran chỉ ra rằng tinh chất cây thì là phối hợp với vitamin E nên chúng hoàn toàn có thể làm giảm đáng kể tình trạng đau bụng kinh cho chị em phụ nữ vô cùng hiệu quả. Ngoài ra thì với tinh chất cây thì là thậm chí còn hiệu quả hơn việc dùng thuốc giảm đau vô cùng hiệu quả cho bạn. Và cái tác dụng thứ tư đấy là giúp làm lành vết thương. Trong y học cổ truyền thì cây thì là một cái loại cây truyền thống, cây thuốc được khá nhiều người sử dụng để làm lành vết thương hoặc là các cái vết cắn có độc, cũng như để loại bỏ chất độc vô cùng hiệu quả. Nếu bạn sử dụng tinh dầu thì là được tin là một số thành phần có thể kích thích liền da và thậm chí có thể làm liền các vết thương sâu bên trong nhanh hơn rất nhiều. Và tác dụng thứ năm là giúp tăng cường ham muốn. Trong đông y, cây thì là chính là một cái vị thuốc giúp bạn an thần, ngủ ngon, đồng thời giúp giảm đau, kháng viêm, tăng cường ham muốn cho bạn vô cùng hiệu quả. Chính vì vậy mà nếu bạn cảm thấy mình đang ngày càng giảm ham muốn khi gần gũi, bạn có thể sử dụng các món ăn có cây thì là hoặc dùng nước thì là uống mỗi ngày sẽ cải thiện được cái tình trạng này. Và quý vị thân mến, như vậy trên đây đấy chính là 5 cái lợi ích thần thánh của cây thì là đối với sức khỏe mà nhiều người chưa biết. Và mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp được cho quý anh chị được thật nhiều những kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Cuối cùng xin chúc quý anh chị có một sức khỏe dồi dào và thành công trong cuộc sống. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.